nhà. Con không biết. Bây giờ mẹ đói quá, con xem có gì ăn lấy ra cho mẹ ăn với nào. Nhà có đĩa xôi để con lấy cho mẹ ăn nhá. Ừ, thì con đi lấy đi, về mẹ ăn mẹ mệt lắm rồi ấy. Vâng. Con không biết bố đi đâu rồi à? Con không biết, con thấy bố đi ra ngoài từ sáng lúc 7:30 rồi mẹ. Ôi mẹ ơi, bố về rồi kìa. Bố ơi, bố về rồi à? Bố ơi, bố có mua gạo cho con không? Không có kẹo đâu, bố không có kẹo đâu, nấu cơm chưa? Nấu cơm chưa? Chưa. Ngồi đây. Có nước này. Anh đi đâu mà cả sáng bây giờ mới về? Mai về theo anh đi kia. Làm việc. Ai nói đi gì? Kia? Mấy giờ rồi? Đi nấu cơm đi còn gì nữa? Bạn đi nấu cơm đi. Hết nước rồi đấy. Có cơm ăn chưa? Cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Biết mấy giờ rồi không? Cơm không ăn, nước không uống. Không làm được một chút đi. Có làm được không? Hả? Cất đi. Mấy giờ rồi?
bảo là không làm được thôi. Em làm đi việc làm cả sáng, anh thì đi chơi cả buổi sáng không về, anh còn dẫn Mai về theo đây này. Dẫn ai không có biết. Không làm được. Đi xích sống, sống một mình đi. Đi 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 đi. Không cần đâu. Mày không làm được thôi. Tao gửi con cho rồi nhá. Bố làm cái gì đấy? Sao bố lại đùn mẹ? Không cần đâu. Đây, cuốc này. Vô đi đi. Bố làm gì đấy? Sao bố lại bắt đầu của con với mẹ ra đây? Bố ơi. Bố. Đi bố đi. Bố. Mẹ.
Thank you.
Con sao không lẽ mẹ nó bụng mẹ ơi. Mẹ nằm ở đây nhá. Sao mẹ nó mẹ cố nằm này, con không đi tìm cái gì cho mẹ ăn nhé. Mẹ ơi, mẹ cố nằm đây nha, để con đi tìm cái gì cho mẹ ăn nhé. Nhá. Mẹ cố một tí nhé. Được sắn ăn nhé. Vâng.